hả buổi? Hơn một tháng làm cho cục lụm này nè. Té té rồi, bê té nữa kìa. Mày gớt. Bắn đi. Bóp một em. Em không, để đứng im, để đứng im. Bóp. Té tay. Gớt. Đợi một viên nữa mà chưa gớt luôn. Móc qua móc rưỡng á. Để tôi, để cái móc lớn không cho. Khỏi nó. Rồi gớt. Chưa chịu gớt. Gớt luôn. Gớt. Gớt. Đây nè, nguyên cái đầu nè. Nguyên cái đầu nè. Rồi chết rồi, xong rồi. Gớt. Buông tay mình ơi. Mày. Một con. À, hai con. Được. Một con. Còn con. Cuối. Hai con. Mình hai con. Một con, bỏ đi. Mình lụm. Nè, mình lụm chim. Lụm chim mình. Thôi à. Mình lụm. Kìa, gớt. Cửa còn con nữa. Rồi, đi luôn. Thế rồi. Đừng nói đi luôn nha. Đây bể cái đầu. Tóc luôn. Canh kỹ nè. Chặn đầu lo. Té tạng. Mày. Dính dách. Ba lại gần hơn nữa. Lại gần hơn. Lúc vừa đọt hay mày? Lúc lên đọt hay mày? Nó ra đây. Nó tầm ngang.
lắm. Đi bộ. Cho mày đi bộ. Tù hú. Hay lắm Thông ơi. Đây, đây. Té. Hai em cũng nói. Đó nó bò cả đây bê bê. Rớt trong nhà cái đụng không? Bò. Rồi ngay bụi cây. Một hai. Kim tù hú. Rớt rồi con mì bếp. Mày ha bưởi. Trời con chạy được. Con hỏi dễ chạy chứ chạy đi đâu mà nổi. Chán. Té chạy. Chạy gì đâu. Cần câu. Mày á xui mày bị khá thấy rồi con. Mày thấy rồi. Hay quá bê, hay quá bê. Ha ha. Ê, 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 ê. Hay quá. Thằng thằng bê đó. Trời ơi, có cái kẻ. Đưa cái kẻ. Một chúng gà là nó rớt khá lớn khá. Một em nè nè. Nhỏ. Nhỏ tè 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 tè. Gió trời gió vậy. Lụm nè. Gió gió. Ờ gì cả?